kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Cuộc Sống Hôm Nay. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. Giao tranh rằng co căng thẳng tại cốp Một quan chức nga hôm 17 tháng 6 cho biết giao tranh đang diễn ra tại nhiều địa điểm ở khu vực cốp phía đông bắc Ukraine. Cũng theo quan chức này, quân đội Ukraine đang đổ quân và trang thiết bị vào khu vực cốp Hãng tin Reuters dẫn tin lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đang đẩy lùi quân Nga khỏi các vị trí trên mặt trận Kharkov. Lực lượng Nga đã tiến vào nhiều khu vực Kharkov vào tháng trước và một số quan chức cho biết Moscow đã kiểm soát được hàng chục ngôi làng. Ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu chính quyền quân sự, dân sự vùng Kharkov do Nga bổ nhiệm, cho biết lực lượng Nga đang đẩy lùi các cuộc phản công mới nhất của Ukraine tại các khu vực gần Vochan, cách biên giới 5 km. Ông Vitaly Ganchev nói với các hãng thông tấn Nga, giao tranh vẫn đang diễn ra ở khu vực Kharkov, các cuộc đụng độ ác liệt nhất là ở thành phố Volchan và gần làng Lipsy. Đối phương đang gửi quân dự bị và cố gắng phản công nhưng vấp phải phản ứng dữ dội từ lực lượng vũ trang của chúng tôi. Nhiều ngày qua, Nga đã mở các mũi tấn công vào vùng Kharkov và giành được quyền kiểm soát hơn 10 ngôi làng ở khu vực giáp với biên giới Nga. Ông Putin giải thích rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào khu vực Kharkov trong những ngày gần đây nhằm tạo ra vùng đệm ở biên giới Ukraine mục đích là ngăn chặn Ukraine pháo kích vào các khu vực biên giới, bao gồm vùng Belgorod, đối diện Kharkov. Hãng Reuters đưa tin, trong tuần qua, các quan chức Ukraine cho biết bước tiến của Nga đã được kiểm soát chặt chẽ. Trong bài phát biểu qua video hàng đêm, Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine đang dần dần đẩy quân chiếm đóng ra khỏi khu vực Kharkov. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo 10 cuộc tấn công của Nga gần Vuchan và Lipsy đã bị đẩy lùi. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sersky, chia sẻ trên Telegram rằng các chỉ huy của Moscow đang tăng cường cường độ và mở rộng phạm vi địa lý của hoạt động quân sự. Các blogger quân sự Ukraine cho biết, lực lượng Kiev đang trấn giữ các vị trí xung quanh thành phố Vochan và cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Nga để củng cố các đơn vị ở khu vực xung quanh. Theo nguồn tin của tờ Kiev Post, Máy bay không người lái Kamikaze tấn công tự sát của cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã tấn công các cơ sở quân sự ở các khu vực Lipetsk, Benkhorod và Voronezh của Nga vào ngày 17 tháng 6. Các mục tiêu của các máy bay không người lái tự sát của Ukraine bao gồm nhà máy luyện kim Novolipetsk và một nhà máy máy kéo gần đó. Ukraine cáo buộc Nga đã sử dụng cả hai cơ sở này cho mục đích quân sự. Ở khu vực lân cận của các cơ sở nói trên, người dân nghe thấy tiếng nổ và cảnh báo của hệ thống phòng không. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng Nga hôm 17 tháng 6 cho biết, quân Nga tấn công lực lượng và khí tài quân sự Ukraine ở 110 khu vực. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, máy bay tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và khí tài quân sự của đối phương ở 110 địa điểm. Hỏa thần nhiệt áp TOS-1A Nga thể hiện sức mạnh phá hủy vị trí Ukraine. Ngày 17 tháng 6, RT chia sẻ video chiến trường được quay ở gần Solida, một thị trấn của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, hệ thống TOS-1A được biết đến rộng rãi với biệt danh Soinsepio, ánh nắng thiêu đốt, đã bắn liên tiếp nhiều quả đạn để tấn công mục tiêu. Cuộc tấn công được một máy bay không người lái giám sát ghi lại bằng camera hồng ngoại. Hình ảnh từ video cho thấy, khoảnh khắc từ khi các quả lựu đạn sáng rực trong bầu trời đêm đến khi xuất hiện vụ nổ lớn lúc va chạm với mục tiêu, Hệ thống TOS 1A thực chất là bệ phóng tên lửa tầm ngắn được gắn trên khung gầm xe tăng, nhưng ở Nga, TOS 1A được xếp vào loại súng phun lửa hạng nặng. TOS 1A hoạt động như hệ thống pháo phản lực phóng loạt với 24 ống phóng tên lửa mang đầu đạn nhiệt áp hoặc đầu đạn cháy. Đầu đạn khi phát nổ sẽ tạo ra một nhiệt độ cao và tiêu thụ oxy, giúp tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trong phạm vi rộng tương đương với 6 sân bóng đá. TOS 1A có chiều dài 6,86 m, rộng 3,46 m cao 2,6 m và trọng lượng lên đến 46 tấn. TOS1A được đặt trên khung gầm xe tăng T72 hoặc T90 đã được sửa đổi, có tầm bắn tối đa 6 km, tốc độ tối đa 65 km/h và tầm hoạt động 550 km. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, TOS1A đã được nâng cấp tầm bắn lên 10 km. Trong cuộc họp báo hàng ngày gần đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, nhiều loại khí tài khác nhau của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị hỏa lực Nga phá hủy, trong đó có nhiều loại pháo, các hệ thống do phương Tây cung cấp và các hệ thống cũ hơn từ thời Liên Xô. Trên mặt trận, các cuộc giao tranh dữ dội nhất đang tiếp diễn diễn, diễn ra ở gần Idomos, cũng như ở vùng Kakov của Ukraine. Gần đây, lực lượng Nga đã vượt qua nhiều điểm phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kakov các đợt tấn công của quân đội Nga là một phần trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine ra xa lãnh thổ Nga, từ đó ngăn chặn các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái của các khu vực biên giới của Nga, bao gồm cả thành phố Bengorod. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc tấn công của Ukraine chủ yếu nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự, khu dân sự và đã gây ra những thiệt hại đáng kể. Mỹ nêu điều kiện để Ukraine gia nhập NATO Ông Kabay nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng NATO là tương lai của Ukraine, nhưng còn rất nhiều việc phải làm trước khi Kiev có thể gia nhập khối quân sự này. Khi một phóng viên đề nghị ông giải thích thêm về điều kiện và con đường cho Kiev, quan chức này khẳng định quan điểm của Washington là hoàn toàn rõ ràng. Ông Kabay nêu bật, đầu tiên họ phải thắng cuộc chiến này. Kênh RT dẫn lời ông Kabay cho biết, Họ cần phải thắng cuộc chiến trước tiên. Vì vậy, điều duy nhất là chúng tôi đang thực hiện mọi thứ để có thể đảm bảo họ có thể đạt được điều đó. Sau đó, khi xung đột kết thúc, dù có thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ có con đường biên giới dài với Nga và một mối đe dọa an ninh. Ông Kabay bổ sung rằng Washington sẽ hỗ trợ xây dựng cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine, mặc dù tham nhũng vẫn là mối lo ngại lớn. Moscow đã nhiều lần đánh giá việc mở rộng NATO tiến đến gần hơn biên giới Nga là một mối đe dọa hiện hữu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, mục tiêu gia nhập NATO của Ukraine là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột đang diễn ra. Moscow cũng đánh giá phương Tây cung cấp vũ khí để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Kiev, khiến những quốc gia này trở thành một bên tham gia cuộc xung đột. Điện Kremlin nhấn mạnh, việc NATO tham gia sâu hơn vào các cuộc xung đột có nguy cơ dẫn đến đối đầu trực tiếp giữa Moscow và khối quân sự do Mỹ đứng đầu, đồng thời có rủi ro mở rộng thành xung đột hạt nhân. Nga nói Ukraine sắp phải đối mặt với một kịch bản thảm khốc. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 14 tháng 6 cho biết Nga đã nhiều lần tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao kể từ năm 2014. Nhưng Kiev và các nước ủng hộ phương Tây luôn đáp trả bằng sự thao túng và lừa dối. Ông cảnh báo rằng hiện nay đề xuất hòa bình mới nhất đã được Nga đưa ra, thời gian để thỏa hiệp sắp hết. Kiev sắp phải đối mặt với một kịch bản thảm khốc, Ông Medvedev, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội. Ông lưu ý rằng, các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine mà Kiev vẫn tuyên bố là của họ đã chính thức trở thành một phần của Nga sau cuộc trưng cầu dân Ý vào năm 2022. Và điều này là mãi mãi. Cựu Tổng thống nói và nói thêm rằng Moscow sẽ chỉ đồng ý đàm phán hòa bình nếu thực tế này được tính đến. Không gian cho sự thỏa hiệp đang ngày càng thu hẹp, cùng với lãnh thổ của đất nước ngày càng bị thu hẹp ông Medvedev đề cập đề xuất hòa bình mới nhất do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao cấp cao của Nga hôm 14 tháng 6. Moscow đang yêu cầu Kiev rút quân khỏi tất cả các khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2022 và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Đổi lại, Nga sẵn sàng ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán ngay khi các quan chức Ukraine đồng ý với các điều khoản này. Ông Medvedev mô tả hội nghị hòa bình Ukraine diễn ra vào cuối tuần này ở Thụy Sĩ sẽ kết thúc trong thất bại hoàn toàn. Kiev đã tích cực thúc đẩy vận động cho hội nghị ở Thụy Sĩ để thúc đẩy kế hoạch hòa bình của riêng mình, bao gồm việc rút quân đội Nga khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm, lập tòa án tội ác chiến tranh và các khoản bồi thường. Ông Medvedev bác bỏ đề xuất hòa bình của Kiev như một công thức chết yểu, bình luận rằng mục đích duy nhất của nó là mang lại tính hợp pháp cho ông Volodymyr Zelensky. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Zelensky, người đã chính thức hết nhiệm kỳ Tổng thống vào tháng 5, chẳng qua là một kẻ tiếm quyền, là không ai cả và không có thẩm quyền thực sự. Ông Medvedev nói rằng ông Zelensky hiện đã nắm quyền và bắt toàn bộ dân chúng làm con tin trong khi vẫn đưa binh lính đến chỗ chết. NATO lần thứ hai từ chối tài trợ khủng cho Ukraine European Pravda ngày 14 tháng 6 dẫn tuyên bố của ông Stoltenberg trước Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels cho biết các đồng minh NATO sẽ tiếp tục phối hợp lập trường về vấn đề này trước Hội nghị Thượng đỉnh ở Washington. Chúng tôi cần phải nghiên cứu ngôn ngữ về việc trở thành thành viên và chúng tôi cần nghiên cứu các cam kết tài chính. Chúng tôi vẫn còn vài tuần nữa trước Washington ông Stoltenberg nói. Thông tin ông Stoltenberg đưa ra lần này rất đáng thất vọng với Ukraine. Truyền thông trước đó đưa tin ông Stoltenberg đã từ bỏ kế hoạch thành lập quỹ viện trợ quân sự kéo dài 5 năm trị giá 100 tỷ euro cho Ukraine sau khi vấp phải sự phản đối của NATO. Vào thời điểm đó, Tổng thư ký NATO đã đưa ra một đề xuất mới. Theo đó, đồng minh sẽ cam kết chí nhất 40 tỷ euro mỗi năm để hỗ trợ sát thương và phi sát thương cho Ukraine. Nhưng ngay cả nỗ lực này tới nay vẫn thất bại. Đồng minh của Nga trở thành đối tác chiến lược của Mỹ Mỹ và Armenia tuyên bố họ có ý định nâng quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược, với việc Washington giúp đỡ Yerevan về thương mại, các vấn đề quân sự, tư pháp và dân chủ. Ngoại trưởng Armenia Ararat Mijojan đã tiếp đón trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách châu Âu và Á Âu James O'Brien tại Yerevan hôm thứ ba ngày 10 tháng 6. Một tuyên bố chung được đưa ra nhân dịp này, ghi nhận nguyện vọng của Armenia trong việc hợp tác chặt chẽ hơn với các tổ chức Euro, Atlantic và phương Tây. Tuyên bố viết Mỹ và Armenia tái khẳng định cam kết của họ đối với các giá trị dân chủ chung và mục tiêu là một Armenia dân chủ, thịnh vượng và hòa bình. Ông O'Brien và ông Mizozan cho rằng quan hệ giữa hai nước sẽ được nâng cấp trong năm tới. Cả hai bên sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ thương mại và thương mại, cùng với việc tăng cường hợp tác về các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu. Theo thông cáo, Mỹ sẽ đưa ra các giải pháp thương mại về năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo để thúc đẩy an ninh lương thực và độc lập về năng lượng của Armenia. Washington cũng hứa sẽ tiếp tục chuyển đổi quốc phòng của Armenia và thông qua quan hệ đối tác lâu dài với lực lượng vệ binh quốc gia, can sát, đồng thời giúp cảnh sát Armenia tăng cường trách nhiệm giải trình và tính bền vững. Yerevan thừa nhận những đóng góp đáng kể của Mỹ cho các nỗ lực cải cách ngành tư pháp của Armenia, trong khi Mỹ cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của Armenia nhằm thúc đẩy sự công bằng, liêm chính và độc lập trong tư pháp, cũng như các thể chế tập trung vào việc ngăn chặn và chống tham nhũng và các tổ chức xuyên quốc gia tội phạm. Mỹ cũng cam kết tài trợ nhiều hơn cho một xã hội dân sự vững mạnh và môi trường truyền thông độc lập ở Armenia. Quốc gia cập cát không giáp biển này từ lâu đã là thành viên của tổ chức hiệp ước an ninh tập thể CSTO, một liên minh quân sự do Nga đứng đầu. Tuy nhiên, thủ tướng Nikol Pashinyan đã đóng băng tư cách thành viên của Yerevan trong CSTO sau khi đổ lỗi cho Nga không ngăn cản Azerbaijan đòi lại khu vực tranh chấp lâu dài Nagorno-Karabakh. Lực lượng giữ gìn hòa bình của Nga đã được triển khai đến khu vực vào năm 2020 sau khi Azerbaijan giành lại các phần của Nagorno-Karabakh trong cuộc xung đột với lực lượng dân quân Armenia địa phương. Bản thân ông Pashinyan đã công nhận chủ quyền của Baku đối với khu vực và cho rằng việc mất nước này từ lâu là không thể tránh khỏi. Chính phủ của ông Pashinyan cũng đã đề nghị Pháp cung cấp công nghệ quân sự và được cho là đề nghị trở thành điểm đến khả thi cho những người xin tị nạn bị Vương quốc Anh từ chối. Tháng trước, ông O'Brien đã đến thăm Georgia, nước láng giềng của Armenia trong nỗ lực ngăn chặn chính phủ ở Tbilisi áp dụng luật đại lý nước ngoài. Những lời đe dọa trừng phạt và cắt giảm nguồn tài trợ của ông để ủng hộ nền dân chủ cuối cùng đã không thành công. Ukraine bẻ gãy hàng phong thủ kiên cố của Nga Hôm 9 tháng 6, tờ Sky News của Anh đưa tin một máy bay phản lực Ukraine đã bắn vũ khí và lần đầu tiên tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Máy bay chiến đấu này được cho là đã tấn công một trung tâm chỉ huy của Nga ở khu vực biên giới Bengorod, mặc dù không rõ liệu vũ khí phương Tây có được sử dụng trong cuộc tấn công hay không. Bengorod nằm gần khu vực Kharkov phía đông bắc Ukraine, nơi Moscow đã phát động một cuộc tấn công mới vào đầu tháng 5. Đầu tháng này, Mỹ đã cho phép Kiev sử dụng một số loại đạn dược của Mỹ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga nhằm bảo vệ khu vực Kharkov, với tín hiệu tương tự từ các nước NATO khác ủng hộ Ukraine. Một nguồn tin quân sự giấu tên nói với Sky News, đây là loại đạn dược được vận chuyển bằng đường không đầu tiên của UAF, không quân Ukraine được giao để tấn công một mục tiêu ở Nga. Newsweek vẫn chưa thể xác minh tuyên bố này. Trong một diễn biến riêng biệt, kênh này đưa tin theo nguồn của Ukraine cho biết Kiev đã tấn công một tàu đổ bộ của Nga di chuyển từ Biển Đen tới Biển Azov. Biển Đen là nơi Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào các tàu Nga. Kiev phủ nhận trách nhiệm về việc tấn công một tàu Nga ở Biển Azov, đồng thời nêu ý tưởng dùng hỏa lực thiện chiến nếu có bất kỳ thiệt hại nào. Tuy nhiên, các kênh Telegram của quân đội Nga đưa tin rằng máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một tàu kéo và xà lan của Nga quanh cảng Tàn Taganrong, tỉnh Rostov, phía tây nam nước Nga hôm 9 tháng 6. Thành phố này nằm ở rìa phía đông bắc của biển Azov, không xa thành phố Mariupol phía nam Ukraine do Moscow kiểm soát. Đây là lần đầu tiên trong cuộc chiến toàn diện mà máy bay không người lái của Ukraine tấn công mục tiêu của Nga ở biển Azov, báo Defense Express của Ukraine đưa tin. Kênh Ba của Nga khẳng định có liên hệ với các cơ quan an ninh của Nga, cho biết chiếc xà lan bị hư hỏng nhẹ và cửa sổ của tàu kéo bị vỡ. Cơ quan tình báo quân sự GUR của Kiev cho biết hôm 9 tháng 6 rằng Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công vào một sân bay quân sự ở miền nam Cộng hòa Atchakhan của Nga. Cơ quan này đã đăng tải hình ảnh vệ tinh cho thấy một trong những máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 tiên tiến của Nga đóng tại sân bay Aktubin bị hư hại. Họ cho biết đây là cuộc tấn công thành công đầu tiên vào chiếc máy bay phức tạp đắt tiền mà Moscow đã cẩn thận tránh xa tầm tay của Ukraine. Trong bản cập nhật sau đó, người phát ngôn GUR Andriy Yusov nói với truyền thông Ukraine rằng thông tin sơ bộ cho thấy hai máy bay Su-57 có thể đã bị hư hại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.